Thì xin thưa anh em là chúng tôi lúc nào cũng có khoảng tầm từ 7 đến 10 xe Hyundai Tucson, bao gồm đầy đủ các chủng loại, từ máy dầu đến máy xăng, từ 2.0 đặc biệt đến 1.6 turbo, thậm chí còn cả một số những cái dòng xe tiêu chuẩn. Anh em thân mến, thì đây chính là cái mẫu xe Hyundai Tucson ở phiên bản đặc biệt sản xuất năm 2021 anh em nhé. Đấy, động cơ 2.0. Và anh em có thể thấy đây, đương nhiên rồi chúng tôi cũng không cần phải giới thiệu nhiều về ngoại thất. Đấy, đèn pha, đèn cốt chắc chắn rồi, công nghệ đèn LED. Và camera 360 độ cũng đã được trang bị đầy đủ anh em nhé. Đấy, đèn gầm và lốp thì còn rất là dày. Đây anh em nhìn này, lốp còn rất là dày. Camera 360 độ này. Vậy thì cái đăng kiểm còn đến tháng mấy? Đến tháng 1 năm 2024 luôn anh em nhé. Tháng 1 năm 2024 anh em sẽ đi một vòng để trải nghiệm. Cái dòng xe Hyundai Tucson này thì chia sẻ với anh em. Đây, cảm biến tiến phía trước, cảm biến lùi phía sau đều đã được trang bị đầy đủ rồi. Thậm chí là cả đến 4 mắt cảm biến luôn anh em nhé. Cái dòng xe này thì so với lại Toyota Cross ở phiên bản cùng đời thì nó chưa được trang bị cái cốp điện. Đấy. Nhưng mà cái dòng xe Hyundai Tucson này thì nói thật là điểm mạnh của những dòng xe Hàn ấy, thì đó chính xác đó là cái công nghệ, hay còn gọi là nhiều trang thiết bị phụ kiện, ví dụ như là cốp điện, ví dụ như cửa sổ trời toàn cảnh, panorama, thậm chí là phanh tay điện tử anh em nhé. Đây anh em có thể nhìn thấy đây. Và quan trọng hơn nữa thì đây là chuyên mục xe đã qua sử dụng ấy, thì chắc chắn các bác sẽ phải quan tâm nhiều yếu tố. Xe có bị tai nạn hay không, ngập nước hay chưa, tháo cổ máy hay không, và giấy tờ an ninh an toàn nó có đảm bảo hay không. Đấy, vì nhiều anh em cũng có thể nói rằng là cam kết cho anh em bằng văn bản rồi thế nọ thế kia, nhưng mà nếu mà anh em mua ở những cái showroom kém chất lượng hoặc những cái lời cam kết của họ ấy nó không được đảm bảo thì đến cả Enica vẫn có thể sai sót, đúng không ạ? Anh em vẫn có thể đi kiểm tra xe và đi test tại các đơn vị uy tín. Đây là cái lốp sơ cua, thì lốp sơ cua này đã hạ rồi anh em nhá. Đấy, tất nhiên là nó còn mới và kích lốp thì đầy đủ luôn anh em ạ. Đấy, những cái xe nào mà lốp sơ cua hạ rồi thì chúng tôi chia sẻ là đã hạ rồi, còn lốp sơ cua mà chưa hạ thì chúng tôi cũng chia sẻ là nó vẫn còn rất là nguyên zin, đúng không ạ? Và đặc biệt hơn nữa thì anh em có thể vào trong không gian khoang nội thất này để trải nghiệm cái dòng xe này. Thì tại sao nó cũng có những cái ưu điểm so với lại dòng xe CUV khác, ví dụ như là Mazda CX-5 hay là Toyota Cross. Đấy, đây là hệ thống phanh tay điện tử này, chế độ lái driver mode này, auto hold cũng đã được trang bị rồi. So với những dòng xe khác thì cái hệ thống điều hòa này thì chỉ được trang bị là hai dàn nhưng một vùng, nhưng dòng xe này đã được trang bị cả hai vùng độc lập luôn anh em nhé. Có chức năng hỗ trợ clean air đây này. Đấy, làm sạch không khí này. Đèn lồi engine start top này. Con này thì đi được khoảng tầm 2-3 vạn cây anh em nhé. Cái này là lắp thêm này. Rồi cái này là nguyên bản theo xe, đó chính là cái gương chiếu hậu tự động chống chói, cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Đấy, màn hình thì được nâng cấp lên gọi là màn hình ZTech, tức là màn hình ZTech thì nó được ứng dụng tích hợp cái Google Play anh em nhé. Đấy, cruise control, đèn tự động, gương tự động, gạt mưa tự động, đầy đủ hết, không thiếu gì cả luôn. Đấy, vấn đề cuối cùng thì đó chính là giá xe. Thì chia sẻ với anh em, cái giá xe thì anh em có thể tham khảo hết các nơi, đơn vị nào bán với mức giá như nào, miễn làm sao ạ, chúng tôi cũng sẽ cam kết là giá có thể là hợp lý nhất thị trường. Hiện tại đang chào bán với mức giá là 785 triệu đồng, nhưng mà giá thì vẫn có thể thương lượng được. Nếu bác nào mà có nhu cầu tìm kiếm dòng xe này qua hình thức trả góp thì chỉ cần chuẩn bị khoảng đâu đó khoảng tầm 222 triệu là có thể sở hữu ngay dòng xe này các bác nhé.